Vâng, xin chào mọi người. Tiếp theo cái chuỗi video mà hướng dẫn cho các bạn sử dụng Visual Studio Code để code cho Arduino thì cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn thêm cái thư viện ngoài. Trước là mình đã hướng dẫn cho bạn thêm cái thư viện mà có sẵn ở bên trong Platform.io nè. Các bạn vào đây các bạn search cái thư viện các bạn thêm vào. Thì cái nhưng mà cái vấn đề là Platform.io này nó có ít thư viện quá các bạn. Một số thư viện các bạn tải ngoài á thì nó không có. Các bạn search đây nó không có thì các bạn bắt buộc bạn phải thêm thư viện ngoài giống như Arduino IDE á, nó sẽ cho các bạn á là đây thêm thư viện bằng cái tập tin zip, tức là khi mà các bạn tải, ví dụ tải cái thư viện DS331 về, các bạn tải đây nè, càng vô đây các bạn tải cái file zip về và các bạn thêm trực tiếp ở trong Arduino IDE, nó có một cái chỗ cho các bạn thêm thư viện. Nhưng mà cái thằng Platform.io á các bạn, Visual Studio nó sử dụng cái extension là Platform.io á, thì các bạn sẽ phải thêm, gọi là cái cách thêm nó khác. Ví dụ như ở đây mình cần khai báo cái thư viện DS331 rồi thư viện IEC, thì nếu như mà các bạn không thêm á thì các bạn tất nhiên khi các bạn build nè nó sẽ báo lỗi, tại vì chưa có thư viện mà. Đây nè, nó báo lỗi nè, đó báo lỗi thì mình sẽ phải thêm cái thư viện ngoài, tại vì cái thư viện DS331 mình đang sử dụng này nè nó không có trên đây các bạn. DS331 các mình search nó không có, nó không có các bạn. Nó có rất là nhiều thư viện DS331 nhưng mà những cái thư viện này nè nó khác cái thư viện của mình đang sử dụng. Mình kia tìm cho nên không có thì bắt buộc mình phải thêm ngoài. Thì khi mà các bạn tải thư viện về á thì các bạn sẽ tải cái file zip về rồi các bạn giải nén nó ra. Đây, các bạn giải nén ra hai folder như thế này. Ví dụ như ở đây là mình sẽ thử với thư viện IEC luôn. LCD IEC các bạn sẽ tải nó ra hai folder như thế này. Đấy. Còn đây cái này thư viện FROM thì mình không dùng tới, mình đang ví dụ thư viện là DS331 với thư viện LCD 2C rồi. Thì các bạn để ý ở bên cái folder mà test 2 nè, mình đang ví dụ cái test 2 nha, thì khi mà các bạn tạo ra một cái folder, một cái project mới, nó sẽ có một cái folder là lib này, thì đây chính là cái nơi để các bạn đưa các thư viện bên ngoài vào cái folder này. Thì các bạn mở cái project của bạn ra thì đây cái test 2 cái gì. Đây test 1 là sẽ hướng dẫn cho các bạn đưa cái thư viện ở bên trong có sẵn trong platform. Bạn tải về bạn thêm vào, còn đây là cái test 2 nè. Các bạn vào thì các bạn đây chính là cái clip của mình nè. Thì các bạn sẽ các bạn tải thư viện, các bạn giải nén thư viện ra, các bạn đưa trực tiếp cái thư viện đó vào cái file clip, cái folder clip này thôi. Đây, ví dụ mình đưa cái DS331 với cái này, mình copy trực tiếp nó vào trong cái folder clip này. Rồi đấy, các bạn mình copy trực tiếp vô đây thôi. Rồi, ok chưa? Thì các bạn mở ở đây, nó các bạn thấy nó hiện ra nè. Nó hiện ra hai cái thư viện mình đã thêm vào nè. Thì nó khác một chỗ là khi mà các bạn thêm thư viện vào đây nè, thì bên cái bằng platform.ini này nè, các bạn không cần khai báo thư viện đó các bạn, không cần khai báo, chỉ cần bọt với tốc độ bao ray thôi, không cần khai báo cái thư viện đó nha. Rồi, nhưng mà bên đây các bạn nó vẫn còn thấy báo lỗi nè các bạn thấy không? Bây giờ mình dịch thử nha, mình build nó thử. Build thử. Đấy, build được rồi nè các bạn thấy không? Đâu còn báo lỗi nữa đâu. Nè, các bạn thấy build bình thường success nè các bạn không? Success rồi. Ok, rồi những cái này đừng để ý nữa nha. Bây giờ build đã, nó build như thế này là ok rồi đó, đã có thể nạp xuống rồi đó. Nhưng mà đây nó vẫn còn báo đỏ là sao ta? Thì như ở đến cái phần này thì y như là cái phần hướng dẫn trước, các bạn bấm vô cái bóng đèn nè, các bạn bấm add thì blue back, tại vì nó chưa add vô cái blue back thôi. Rồi dưới đây cũng vậy. Add to blue back. Đấy, rồi bây giờ dịch lại thử nha. Nè nó hết báo đỏ nè. Rồi ok đó. Rồi đấy, các bạn thấy nó không còn báo gì nữa hết nè, phải không? Rồi bây giờ mình nạp vô bình thường. Ở đây cái thư viện này thì mình không có test nha, mình chỉ thêm cái thư viện nào vào để mình test thử thôi. Rồi còn mình chỉ hiển thị lên cái chữ Hello World lên màn hình LCD nè. Rồi này là in lên cổng serial. Rồi bây giờ mình sẽ cắm dây, cắm nguồn vô thử. Rồi, đây các bạn thấy hai cái thư viện nằm trong cái file clip nè. Nó bình thường, nạp code bình thường thôi. Vậy là xong đó, rất là đơn giản. Bây giờ mình đổi thành chữ khác đi. Đấy, 00 vị trí 00 là chữ Hello World ha. Bây giờ nạp lại nha. Đó, nạp lại là chạy bình thường. Yeah.
Còn cái này là in lên cổng Siro. Siro của mình là mở 115.200 tốc độ á. Hello. Rồi đây. Nè các bạn thấy chữ Green Technology không? Rồi bây giờ vô cái này để xem Siro mở cái cổng Siro monitor lên. Nè, monitor upload build nè. Nè các bạn thấy không? Hello. Đấy. Rồi thì đơn giản thôi. Phần thêm thư viện chủ yếu là các bạn giải nén thư viện ra, các bạn thêm vô cái folder clip thôi. Rồi rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share, subscribe cho anh nha.